Nhờ tìm tòi học hỏi trong thời gian đi xuất khẩu lao động, làm việc tại các trang trại ở Trung Quốc, vợ chồng anh Phạm Ngọc Quý, thôn Lai Hạ, xã Hùng An, huyện Kim Động, sau khi về nước đã đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gà đẻ theo phương pháp thụ tinh nhân tạo. Đây là phương pháp mới được một số hộ chăn nuôi trên địa bàn xã áp dụng 2 năm nay. Giảm chi phí chăn nuôi 7%, giảm số trống sử dụng 6 lần. Tỷ lệ phôi và tỷ lệ nở của trứng gà đạt 90-95%. Hiện tại, trang trại của anh Quý nuôi 4.000 gà đẻ và 5.000 gà hậu bị. Cứ cuối giờ chiều, anh Quý sẽ bắt gà trống bố lấy tinh, sau đó pha với dung dịch pha tinh chuyên dụng để làm loãng rồi bơm ngay vào gà mái đẻ với tần suất 5 ngày một lần. Nhờ việc thụ tinh nhân tạo mà giảm được lượng gà trống bố so với cách nuôi truyền thống và hiệu quả đem lại cao hơn. Một con gà sống có thể thụ tinh được tầm 45-50 con mái. Như chăn nuôi thì truyền thống thả bẹt, một con chọi 9-10 con là cao lắm. Nếu mà tỷ lệ nở của tôi 10 quả trứng nở ra được 9 con. Con giống khỏe hơn, giá cả lúc nào cũng chênh lệch so với cả gà nuôi truyền thống. Nếu cho gà trống đạp mái tự nhiên, tỷ lệ trứng có phôi đạt khoảng 70%, nhưng thụ tinh nhân tạo cho gà, tỷ lệ trứng có phôi đạt đến trên 90%. Gà con nở ra đồng đều về màu sắc, sức đề kháng tốt. Mỗi ngày gia đình anh Phạm Ngọc Quý cung cấp ra thị trường trên 2.000 con gà giống với giá bán tại thời điểm này 12.000 đồng một con cho doanh thu một ngày đạt 24 triệu đồng. Mặc dù có rất nhiều ưu điểm, nhưng để thực hiện được công nghệ thụ tinh nhân tạo, người chăn nuôi cần phải nắm được kỹ thuật thao tác chính xác, đúng thời điểm, cơ sở chăn nuôi đảm bảo. Cái này đầu tư nó lớn hơn và nhưng mà hiệu quả của nó thì lại cao hơn. Quy trình chăm sóc nghiêm ngặt, chọn giống thì mình phải biết rõ nguồn gốc con giống thì mình chăn nuôi nó sẽ không bệnh tật. Chăn nuôi gia cầm gần đây phát triển, kéo theo đó là nhu cầu con giống cũng không ngừng tăng lên. Việc ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo sẽ đáp ứng đầy đủ hiệu quả hơn nhu cầu của sản xuất.